quá thấy chưa mọi người đó, mẹ mình ăn chay nha mọi người, được hỏi tại sao mẹ mình không ăn chung nha mọi người. Ôi ui, đây là dĩa bánh xèo của mình, mình thì thích ăn rướn lên như nào đó, rồi sau đó nhẹ nhàng tình cảm. Đây là tía tô Mỹ nè, lá rất là to luôn. Đây tía tô đâu, tao đưa mày mà mày quảng cáo làm gì. Đây mình chỉ ăn được cái này thôi, mẹ biết lá này chịu làm gì được mà làm cái gì á, hoặc là giống như bít tết gì đó, không phải cái này nè, cái xong cái người ta có cái chén cái bên cái người ta làm salad đó, nó ngon. Xào thịt bò rồi lót cả xà lách dưới, rồi sắc gà lên, rồi xào thịt bò xong đổ chấm muối tiêu không. Ờ, cái nào nói chung nào cũng được, cái nào cũng ngon, tại cả này ngon. Đây, ăn như vậy là đúng bò, còn nó ăn kiểu gì không biết. Mình cái này của mình là có hộp gà mọi người. Kiểu Mỹ. Ủa, nay chị bóc tay ta ơi. Wow. Ăn bánh xèo, bóc tay ăn gì má. Tại thường nó ăn gì cũng bằng đũa, nó ăn bánh tráng trộn nó ăn đũa. Ủa, cuốn mà? Không. Ăn bánh xèo là phải bóc tay, ăn cuốn rau rồi ăn nó mới ngon, nó mới hấp dẫn. Ủa tại sao nguyên cái lá bự vậy ta? Xé ra chị ta? Thấy khúc sai rồi đó. Đây. Ăn thử lên nó có ngon. Nó có ngon không? Mẹ tao làm luôn. Không, ý là cái mà mày làm á. Cái màu hồng mày làm á. Trời cao. Thằng ăn hôn làm cái đập dạ, trứng gà thôi. Mẹ hãy đợi đi. Cô bé thích ăn ké. Nước mắm này là Hân làm luôn mọi người. Thôi là thêm nước mắm. Ây da, thấy chắc đổ. Thêm nước mắm không? Cũng được. Thêm nước mắm không? Nói chung là cái gì cũng không qua mẹ làm. Lâu lâu mẹ ở nhà ăn Tết năm rồi. Ăn Tết năm rồi sao ta? Năm nay ăn Tết vậy, rồi mấy năm trước thì đi làm. Về nhà không thoải mái bằng. Tháng 6 tới bây giờ. Từ tháng 6 tới bây giờ mới được ăn cái bánh xèo của mình. Mới được thưởng thức. Cái bữa mà chỉ được nhìn qua màn hình thôi. Ăn không? Ngon thiệt luôn á. Tôi nghĩ lại đồ. Ai mượn quảng cáo chị? Thôi thôi, không ăn thôi. Được không? Kẻ miếng coi. Ủa? Tưởng không ăn mà bạn. Thì mày quảng cáo không lấy tao. Không phải tao phụ lòng mày. Thôi tao không cảm ơn. Phụ lòng đi được rồi. Tao sẽ rất cảm ơn mày. Ăn rất là nhiều ra. Rồi, ready. Y cục này quá bự. Ê, mày bớt giỡn luôn. Không. Mày để cục vậy sao tao ăn. Cục vậy sao ăn là sao? Bự quá sao. Thôi, giờ gấp ra nó rã ra hết. Mình có lòng tốt mà mọi người. Hình như mình là heo. Ủa không phải hả? Chứ Hân gì? Hân heo mà. Mày khó đấy. Mọi người, mình bị body shame. Không ai quan tâm. 2020, 2021 rồi mà nó còn body shame. Nó quá hồn. Rồi không biết cuộn này sao luôn. Đúng là bánh xèo mà mình đang thèm mới ăn ngon ghê. Mới đổ nè mắm mà ăn nó giòn nó ngon. Đúng sờ. Nó một nụ rồi đạt nó hết ngon. Tin vui. Trời mày đổ sắp không? Ngon rồi. Vui là chỗ nào? Là vui chỗ nào? Ê, đổ qua đây.
ngon quá à. Cô bé thèm bánh khọt mà phải ăn bánh xèo vào đây. Đấy. Một miếng mà như là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Không sao. Một miếng mà nhìn như là cái bánh mì. Đây là bánh mì. Bánh kẹp. Làm sẵn về lát cho đi làm về ăn ngon miệng. Ừ đúng rồi. Đang đói về đang đói ăn nghĩ mày ăn xong mày ra tới chơi đúng không? Không. Đúng vậy. Em suy nghĩ là cái này ngon hơn hay là cái không trứng ngon hơn? Có trứng cũng ngon mà. Cái trứng cũng ngon là gì? Lần đầu tao nghĩ là nó sẽ kỳ nhưng mà nó không kỳ. Hồi đó mẹ tao đổ rồi. Ừ. Tôi tao thèm á. Người hay bị bồng. Rồi. Đâu đây rồi? Mày á. Tao làm gì? Đánh lộn với mày á. Không có luôn á. Mày đánh lộn bơ qua. Qua bơ cầm tay mày đánh lộn. Người nhớ cái đoạn mà bị không? Móng me bé bé không? Ồ, nói cô, kể cô nghe. Thôi không được. Hôm nay ăn uống nhiều quá. Mặt hơi xám. Ai? Mặt tao. Tại sao hơi xám? Ham sới là gì? Hơi xám. Là ham sới. Mày nói gì không? Mày nghĩ cái gì cũng thả thính hả? Tao không rảnh như mày. Từ ngày mày bắt đầu thả thính, tao mất công chuyện luôn. Không biết công chuyện luôn. Tao nghĩ luôn. Mình đứa ăn bánh xèo, mình ăn bánh tét. Từng quen được chữ bánh luôn. Tao là ăn chay, mình không ăn bánh xèo, bánh tét. Nồi. Mày ăn hết trước cái đó chúng ăn giùm mày đâu. Năm nay hơn sông đất nhà mình luôn mọi người. Bây giờ nói rồi luôn. Đất á. Sông đất nhà mình hơn. Chúng ta làm ăn giàu đó. Sao sang thì mình biết. Nó vui. Mày nghe chưa? Nhà sang phú quý, bình dân như nước. Bình dân như nước sông Đà. Tao nói. Tao biết. Tao nói mà tao mệt nữa. Chắc ăn gì khác ta? Ăn dưa hấu đi. Hay là ăn cái gì ta?
Bình thường bánh xèo tao ăn được một cái. Tao bình thường bánh hay xèo tao ăn 3 cái, này tao ăn 2 cái. Mày ăn 2 cái, mày ăn cái vừa mới rồi má. Tao thích nửa cái. You right. Chắc tại nãy ăn rồi. Mày ăn gì? Ăn hủ tiếu. Em bánh xèo cực không mày? Mẹ tao là không cực đâu, mẹ ăn cực. Vâng. Ăn cực ngon mọi người. Vui không? Vui. Rớt kìa. Mày luôn á. Bỏ 2.000 tấn rau vô mày hỏi sao mày cực. Thân nó ăn ai nhìn thấy nó ăn rau không chứ không biết nó ăn bánh xèo. Nè mẹ nó coi sao tưởng là đây là anh hiếp nó, không cho nó ăn ruột, bắt nó ăn rau. Không cho ăn bánh xèo mà ăn rau. Có thể nào cho mọi người coi không? Trong này có bánh xèo nha mọi người. Nè nè, đổ đổ, nó ghê quá. Vậy thôi khỏi đi, mọi người biết rồi mà. Trong này có bánh xèo, nhưng mà độn rất nhiều rau. Tại mình thích như vậy nha mọi người. Chứ không ai ép uổng như mình đâu nha. Nói cái không bất công. Trời ơi, sao chị Trân không cho chị Hân ăn vợ? Ngon mà no thật sự luôn á má ơi. Ngon thiệt. Lâu lâu mới xèo ngon bộ. Mẹ cũng dự định đổ bánh xèo cho nên mẹ có mua bó cải trẻ xanh. Vậy luôn. Hân xuân đúng ngày luôn. Ý tưởng lớn gặp nhau. Thôi mày là thèm khác gặp nhau vậy. Coi YouTube của người ta đã thèm. Xong chửi người ta. Tại mày ý chân. Tại mày giờ tao thèm, tao đói bụng, tao ngủ không được hết chân. Đúng. Mà bữa coi vui thiệt. Vừa mắc cười. Mắc cười chỗ nào? Mắc cười chỗ ra ngoài giường ngồi. Mày nhìn ăn ngon mà. Ê sao nãy mày không mang ra tiếp mình ngồi. Mày ăn mình mày qua đi. Câu view. Nó lúng. Giống cái cô gì á trên YouTube á. Có cái cô gì mà hay ra tiếp ngồi ăn á. Thôi tao không rảnh vậy, tao không biết khuyên. Có video cô đó ra tiếp ngồi ăn dâu chấm bóng ruốc. Ghê quá, dâu mà chấm bóng ruốc. Mấy trăm ngàn view á má. Mày suy nghĩ đi. Mày nói ghê xong lát hồi tự nhiên chân nó lủi lủi đâu mất tiêu là mình sẽ tự hiểu. Nói chứ đừng đừng bắt cô ra nha. Mày bắt á, mày đang có ý định đó luôn á. Tao nói mày ra thôi chứ để cô yên. Mày á, mày đang không để mẹ tao yên á. Ê đi Costco chơi. Đi không? Mày hỏi gì? Tôi hỏi qua hành đi. Hành thị gia hơn. Mày nói tao lương thị gia hơn cho nè. Ê tôi khoái lương luôn. Cảm ơn mày đã khai tên tuổi thật của tao ra. Tên thật đâu, mày là Lương Thị Ngọc Hân rồi rè. Mộng. Mộng Hân. Mộng Hân như mộng vĩ. Khoái. Ô, vui quá xanh. Vậy lương, lương là lương lẹo á, mày biết không? Lương là con lương á con. Lương lẹo á là nó á, chứ lương gì. Nó là họ gì qua đời Lê. Lê Thị Ngọc Hân. Có trường Lê Ngọc Hân luôn. Có. Anh hai tao học luôn á. Ở tỉnh Tiền Giang có trường Lê Ngọc Hân, ở thành phố Mỹ Tho đó. Đó. Nó cứ xuống tới Mỹ Tho rồi nó biết mà. Đường Lê Ngọc Hân đó là đường đó hồi xưa giờ nổi tiếng luôn. Tới tự nhiên điển hơn ra hết nổi tiếng. Ba thì nổi tiếng là đường Nguyễn Đình Chiểu. Nữa hơn học thủ khoa quân. Hà là Lê Ngọc Hân. Biết thủ khoa quân là gì không? Trường bán công. Đặt cái tên. Nghe ai tưởng giỏi lắm. Vô trong học. Nghe thủ khoa. Ừ. Bán công là nội chú hả?
bán công là trường mày thi rớt cái trường mà mày không đủ điểm là mày vô đó rồi. À đúng, là nửa trường tư nửa trường công mà bán công. Thủ Phan Quân là cha ông có cái ông tên không? Thủ Phan Quân đó, Khoan Quân á. Ông đó ông người ta làm cái tượng đài ông Thủ Phan Quân nghe chỗ lên. Giếng nước à? Đường Dùng Qua Là Thầm á. Thì giếng nước Dùng Qua Là Thầm. Tại Dùng Qua Là Thầm cái kia giếng nước trên này. Lâu quá không đi qua. Xem mới xong chỗ Dùng Qua Là Thầm. Lần đầu tiên gặp nhau. Trời mẹ tao kìa, nhìn cô gái phía sau đứng ăn bánh tét. Ủa, mời cô ra ngồi ăn. Nói xong mẹ ra, mẹ ơi. Tao đang còn cái bánh. Mày vậy luôn, mẹ tao đang còn. Chúng nó khét nè. Mọi người nãy Hân á, mẹ mình nhờ Hân coi bánh cho mẹ mình nghe điện thoại. Thôi thôi. Cái Hân làm cái đó mẹ mình. Mình có quay phim lại rồi. Cái đoạn mẹ, này. Cái đó mẹ để lửa lớn quá nó bị cháy mà. Nãy mày để hai cái đoạn mà chân làm khét bánh là nó quay lại nhỏ lại con thấy đâu tao dừng thấy là nó đã ngon quá mọi người. Trời còn miếng hết đi hết thì chứ không lẽ giờ cho mày ăn mày ngộ quá à. Mày ngộ quá à. Ngon chở cô đi Costco chơi nè cô không đi đâu lạnh. Hôm nay âm hầm mấy độ lần mà Hân nó xuống. Tại sao mày bắt chúng tao? Ủa nay hai nghỉ hả? Sao là mai đi, nay lạnh quá làm biến. Mọi người ơi, còn 1, 2, 3, 4 năm cái bánh xèo. Mọi người muốn ăn thì qua đây. Bàn ươm luôn á. Giòn rụm luôn á. Ê tới cái có giá cái tao nè. Bệnh ghê. Sao? Tới có giá cái nó nò, nó ăn đâu nổi. Nãy không lựa cái nào có giá nó ăn. Nó đâu có, nó hèm quá, nó nhìn cái. Có đâu thì mày gấp cái, mày kêu tao gấp cái kia để lấy dĩa ra. Thì tao giúp giúp mày. Vậy thôi.